You want to drive? You drive. I'll record. You guys switch off. No, I want to record anyways. I don't know. Bump Hai Lan. Bump Hai Lan. Go, baby. Cái vòng đây đi vô trong khu du lịch yêu giá luôn rồi vòng về là hết một vòng. Còn mình muốn đi chơi xe là chạy ra FL sơ luôn nhưng mà vé tiền nó khác. Dạ khỏi. Rồi đi đâu đây, rồi cua về đây, cua về đây, đi xuống nhị hướng đã rồi về trong khu du lịch yêu giá. Rồi bóp ghe lên, bóp ghe lên đi thẳng. Thấy cái nhà trên núi không? Nào chị cái đó. Yến xào á của công ty Bình Định á. Hiểu rồi. Nhà đó có hai nhân viên trực tiếp ở trên đó 24/24 luôn, quay sợ kẻ gian vô lấy trộm yến á. Tháng 40 triệu một người. 40 triệu. Đúng rồi. Ở đó không có điện. Không có điện. Trời. Thiệt á hả? Thợ điện lấy lượng mặt trời thôi. Mặt trời thôi. Đúng rồi. Là ngủ me quỷ xuống nắm cảnh keo. Trời ơi. Ghê quá. Bởi vậy 40 triệu đâu phải là dễ đâu. Đúng rồi. Còn mấy anh đây là mấy người đi câu dân được địa phương khác họ tới họ câu. Hiểu rồi. Còn đồ em á là họ dùng cái thuyền gỗ tập vào bé này bằng chuyển lên. Dạ. Rồi cua phải. Phải. Bóp cái ghe lên trước rồi mình cua. Bóp cái ghe lên trước rồi mình cua. Thôi cái này chút xíu rồi, đúng rồi. Thôi cái này chút xíu mình giữ cái ghe đó.
trong khu du lịch Yêu Giá này. Ở Giá rồi. Về trong khu du lịch Yêu Giá. Góp lên. Stop it a little bit. Stop it. Stop it. Record again. Okay. 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 Đi kia từ từ thôi. Không thì thôi, gọi đi kia từ từ thôi. Trước mặt mình là khu du lịch Yêu Giá.